Chúng ta thường hay coi trọng những thứ xung quanh và thường mơ ước tới những điều không thể với tới được, mà lại quên đi gia đình người thân mới là thứ tài sản vô giá nhất. Sao con lại làm như thế? Con đang tuổi ăn tuổi chơi, sao mẹ lại bắt con làm những việc như thế này? Ơ kìa con, chỉ là nấu cơm thôi mà. Trang ơi, sao cậu đi chơi với bọn tớ mà lại mang đôi dép rách với mặc quần áo bẩn thế? Đúng rồi đấy, ai lại đi chơi mặc kéo rách như thế này? Nhà cậu nghèo đến thế à? Thôi bây giờ cậu đi về đi, bao giờ có quần áo mới thì đi chơi với bọn tớ nhá. Chỉ vì không có đồ đẹp để mặc mà những người bạn đã bỏ Trang lại một mình. Cũng tại bà già nghèo không cho tiền mình mua quần áo mà. Trang à, sao đây hả con? Bà cho tôi tiền mua bộ quần áo mới nhanh lên để tôi còn đi chơi với bạn. Nhà mình thì làm gì có tiền đâu con. Lúc nào cũng không có tiền, bà giấu trong túi áo đúng không? Tôi thật thất vọng khi phải sinh ra trong ngôi nhà này đây. Oh no. Trang, con làm cái gì thế này? Tôi thích làm thế đấy. Mình phải vào nhà xem mẹ cất tiền đâu mới được. À, đây rồi. Nhiều tiền thế này mà mẹ dám giấu mình à? Ôi con ơi, dừng lại. Bà cản đường tôi làm gì? Con ơi, thôi đưa tiền cho mẹ đi. Không bao giờ, bà tránh ra. Tiền kìa mày ơi. Trả tôi tiền, sao lại lấy tiền của tôi? Mày ở đất của tao thì phải nộp tiền cho tao. Trả lại tiền cho tôi đi, tôi chỉ là thằng ăn xin thôi mà. Buông ra, thích đòi tiền không hả? Các cậu làm gì thế? Người ta khổ như thế này lại còn đi đánh người ta à? Đây là việc của bọn tôi, không phải chuyện của bà. Thôi đi mày. Bọn trẻ bây giờ sao lại hư đốn thế không biết. Cô ơi, bọn nó lấy hết sạch tiền của cháu rồi. Ở đây cô còn mấy đồng lẻ, cháu cầm tạm đấy nhá. Dạ, cháu cảm ơn cô ạ. Ôi, bạn Trang này nhiều tiền thế. Từ lúc Trang nhiều tiền, trông xinh gái hơn hẳn đấy. Nhà tớ thiếu gì tiền đâu mà. Này, tớ cho. Cầm lấy đi này. Muốn có tiền thì cứ chơi với tớ, tớ không để các cậu thiệt đâu. Thôi các cậu ơi, bọn mình đi chơi đi. Cái Trang kìa. Mấy đứa kia đi mua nước lâu thật đấy. Con à. Bà già này, bà tới đây làm gì? Con đừng chơi với mấy người kia nữa, họ không tốt đâu con. Tôi chơi với ai là việc của tôi, không liên quan đến bà. Nhưng họ là người xấu con ạ, họ sẽ hại con đây. Bà đi về đi, đừng để bạn tôi nhìn mặt bà ở đây, nghe chưa? Ê mẹ ơi, sao tự nhiên con Trang nó nhiều tiền thế nhỉ? Tao cũng không biết nó lấy ở đâu ra nhở. Hey, tao có vụ này mày tham gia không? Mày cũng hiểu ý tao nhở. Nhìn đây này.
Nhìn vẻ mặt của hai anh chàng này thì có vẻ như họ đang che giấu một âm mưu nào đó đối với Trang. Có tiền thích thật đấy. Này Trang ơi, uống nước đi cậu. Uống đi cho nó mát. Nước ngon không hả cậu? Sao tự nhiên tôi chóng mặt thế này nhỉ? Tiền đây rồi. Thế còn con này, mày định giải quyết thế nào? Con này cũng có giá đấy. Bán đi, anh em mình hời to. Ý kiến hay đấy. Đi đi. Đưa con mình vào đây nhỉ? Tỉnh dậy đi. Trang à, cậu nhìn rõ chúng tớ chứ? Sao cậu lại bắt tớ vào đây? Thả tớ ra. Thả? Quên đi. Mày chuẩn bị làm món đồ ngon cho chúng tao đấy. Nhìn mày như thế này mà có người trả tận 500 triệu cơ đấy. Ngoan ngoan, tìm cách bỏ trốn nhá. Các cậu tránh ra. Ôi Trang ơi, con có làm sao không? Cái bà già này, bà chửi đâu ra đấy hả? Lại là bà, vừa nãy bà chưa sợ sao? Này các cậu làm gì con gái tôi vậy? À mấy ơi, giờ có thêm bà phụ, bán cả hai đi, chắc cũng được 700 đấy. Các cậu muốn cái gì hả? Muốn gì à? Tao muốn bán hai mẹ con mày đấy. Khôn hồn thì hai mẹ con mày ngồi im ở đây. Các người không chạy được đâu. Tôi đã báo công an rồi đấy. Hả? Mày có thích báo công an à? Nhớ bông hoa này chứ. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong được làm con gái của mẹ.